Thưa quý vị và các bạn, nhờ có những thay đổi về kỹ thuật trong xét tuyển nên theo bộ giáo dục và đào tạo có nhiều số liệu lần đầu có về tuyển sinh đại học năm 2022 này, trong đó có những nhận định liên quan tới thí sinh trúng tuyển ảo. Cụ thể, trong số những em đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm, chỉ 35% đăng ký nguyện vọng 1 với các phương thức này. Mặt khác, chỉ có 28% thí sinh trúng tuyển thẳng xác nhận nhập học, ngay trong khi số còn lại không dùng quyền được tuyển thẳng mà tiếp tục lựa chọn đăng ký xét tuyển. Cũng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển ảo giảm rõ rệt. Trung bình số nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển so với số nguyện vọng đạt sau khi xử lý nguyện vọng là 2,22 lần. Đặc biệt có tới 75% số trường đại học có tỷ lệ nhập học dược 80%, trong khi chỉ có 6% số trường đại học có tỷ lệ nhập học dưới 50%.